Đây là một nhóm nữ chiến binh không sợ trời không sợ đất, được tuyển chọn ngay từ khi còn nhỏ và huấn luyện một cách tàn bạo, nên họ sẵn sàng làm mọi mệnh lệnh từ giết người không kể già trẻ lớn bé hay bán thân để hoàn thành nhiệm vụ. Đó chính là những quá phụ đen khiến cả thế giới phải khiếp sợ, nhưng những cô nàng xinh đẹp này thật sự có tàn ác và máu lạnh đến như vậy. Năm 1995, tại tiểu bang Ohio của Mỹ, cô bé Natasha cũng có một gia đình hạnh phúc đầm ấm như bao gia đình khác. Bên bìa rừng, cô cùng em gái Elena đang chơi đùa. Cô em không may trượt chân ngã thâm đầu gối. Người mẹ tên là Melina tới an ủi và nói rằng đau đớn chỉ khiến con mạnh mẽ hơn thôi. Và đó cũng chính là động lực sống của Natasha cho đến bây giờ. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì người bố Alex trở về nhà với gương mặt lo lắng. Ông kêu cả nhà chuẩn bị hành lý gấp rồi rời đi trong đêm nay. Ba mẹ con lên máy bay đi ra đường băng để chuẩn bị cất cánh thì đặc vụ của tổ chức siêu đuổi đến. Alex cần súng bắn một phát khiến chiếc xe ngã nhào rồi tranh thủ nhảy lên cánh máy bay. Đám đặc vụ nhanh chóng tăng ga đuổi sát đít và nổ súng khiến Melina bị thương. Natasha bé nhỏ nhanh chóng trèo lên khoang lái thay mẹ điều khiển máy bay. Bên ngoài thì Alex bắn nổ bánh một chiếc xe khiến nó mất lái đâm vào một chiếc xe khác lật tung dái. Cuối cùng Natasha cũng thành công cất cánh và đưa cả nhà tới Cuba. Melina nhanh chóng được đưa đi cấp cứu còn Alex gặp Jacob để đưa cho ông ta một cuộn băng mật. Cô út Elena thấy nhiều quân lính nên sợ hãi chạy về chỗ bố nhưng bị cản lại. Natasha liền lao tới tung cước giật súng để bảo vệ em gái. Alex khuyên con gái hãy bình tĩnh nhưng không ngờ ngay sau đó hai cô gái bị tiêm thuốc mê rồi mang đi. Không lâu sau, bọn họ cùng rất nhiều cô bé khác bị ép đưa đến căn phòng đỏ, nơi chỉ những người mạnh mẽ mới được phép sống sót. Tại đây, bọn trẻ bị tẩy não và huấn luyện một cách tàn bạo, thậm chí còn bị triệt sản để trở thành những nữ gián điệp hàng đầu thế giới được gọi là quá phụ đen. Trở lại hiện tại, sau cuộc nội chiến của biệt đội thích thì báo thủ, vì đã thả đội trưởng Mỹ đi nên Natasha được quân chính phủ theo đuổi tối ngày. Cô gọi điện bảo đã không yêu thương xin đừng làm khổ nhau nói xong cô vội chim én đi chỉ để lại đúng cái nịt cho ông đại tướng. khi ấy tại ma cô em út Ielena hiện tại vẫn là quá phụ đen đang truy bắt một thành viên khác bỏ trốn là Oxana. Ielena đu dây xuống do đấu với đối thủ để giành lấy chiếc hộp bí mật. vì là một sát thủ sẵn sàng làm mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ nên việc chơi bẩn cầm dao xiên que đối thủ cũng là chuyện bình thường. ngay khi Ielena tiến tới gần thì bất ngờ bị Oxana quay người lại xịt một loại khí màu đỏ vào mặt. lúc này cô em út mới nhận ra là mình đã bị điều khiển và hối hận khi ra tay giết đồng đội. Oksana cho lại hộp thuốc và mong muốn Yelena hãy đi cứu những người khác rồi nhắm mắt. Sau đó cô em út lấy máy định vị ra rồi rời đi. Một quả phụ đen khác đã chứng kiến cảnh này và báo cáo về cho Draco. Hắn ta tức giận liền cử lính đánh thuê tắt Master truy tìm kẻ phản bội. Tên này cũng bị điều khiển bằng một chiếc USB và được nhập thông tin để ám sát. Lúc này Natasha đã đến Na Uy để ẩn trốn và nghỉ ngơi một thời gian. Tại đây người bạn Chico đã làm giả 20 cuốn hộ chiếu với các thân phận khác nhau cho cô. Ngoài ra còn có một đống bưu phẩm cũ nghĩ không có gì nên đã mang vứt ở cốp xe. Tối đó cô di chuyển xuống thị trấn để mua ít đồ dùng cá nhân thì bất ngờ chiếc xe phát nổ lăn vài vòng trên cầu tí nữa thì rơi xuống sông. Kẻ tấn công chính là tên lính đánh thuê tắt Master. Natasha tưởng hắn là người do quân đội Mỹ cử đến nên cầm súng ra bắn. Hắn lập tức lấy chiếc khiên ra đỡ rồi ném thẳng về phía cô. Rất may khung xe cứng không thì nữ chính đắp chiếu luôn rồi. Ngay sau đó hai người nổ ra một trận giao cấu kịch liệt không ai chịu nhường ai. Natasha nhận ra đối thủ có phong cách chiến đấu giống mình. Tên này chém tới tấp, Natasha chỉ còn cách lấy tấm khiên ra đỡ. Sau đó hắn tung cước đá cô nàng bay xuống sông. Nhưng khi hắn mở chiếc hộp ra thì đến cái nịt cũng không còn, nghĩ mà cay hết cả rái. Sau khi lên bờ, Natasha mới lấy món đồ ra xem và thấy ảnh chụp của mình và em gái lúc nhỏ. Sau hôm sau cô lập tức đi tìm em gái, nhưng ngay khi gặp lại thì hai chị em lại chĩa thẳng súng vào nhau. Sau đó là bay vào tay bắt mặt mừng hớn hở túm tóc xe áo các kiểu con đà điểu yêu thương một hồi Elena liền rút dao tính xin tí huyết của chị. Natasha đành chụp đại món đồ để chống trả, đánh một hồi rớt hết cả vũ khí hai chị em lại lấy rèm cửa ra xếp cổ nhau chơi. Chơi thì mạnh đấy nhưng khó thở quá nên đành đình chiến. Sau đó Natasha hỏi em gái mấy cái ống màu đỏ này là gì. Elena nói đó là một loại thuốc dài khi bị kiểm soát tâm trí. Vì chị gái quan hệ rộng với biệt đội thích thì báo thủ nên cô muốn nhờ Natasha nghiên cứu thứ thuốc đó. Người đẹp vẫn nghĩ rằng quá phụ đen đã được tự do cho đến khi Elena nói phòng đỏ vẫn còn hoạt động và tên tướng dây copy vẫn còn sống. Đây thực sự là điều khiến Natasha rất sốc bởi vì năm xưa cô cùng đặc vụ, ba tuần đã cho nổ căn phòng đỏ và giết chết hắn. Đang nói chuyện căng thẳng thì trần nhà nổ tung. Một đội quá phụ đen từ trên đột kích xuống, hai chị em vội lấy thuốc giải rồi phá vòng vây thoát ra ngoài nhưng bên dưới cũng đã bị chặn đường. Thế là hai người đành chạy lên mái nhà rồi trượt xuống dưới sau đó ôm ống khói đẩy qua mái nhà bên kia nhưng một quả phủ đen đã phóng tới cô ta không may trượt tay rơi xuống dưới Elena thì văng vào trong nhà còn Natasha thì rơi trúng đủ thứ rồi ngã xuống đất người đẹp cố gắng tiến tới muốn giúp đồng đội cũ nhưng tên khốn dây Copy bên kia đã ép cô ta tự kết liễu <laughs> sau đó hắn phái tắt Master đến truy sát hai chị em. Natasha nhanh chóng lái con khối phân lớn chạy đi còn đối thủ thì chơi hẳn con xe bọc thép đuổi theo. Đang bon bon trên đường thì bất ngờ bị một quá phụ đen nổ súng khiến hai chị em mất lái ngã phơi hàng qua bên kia đường. Thôi lỡ nhục rồi thì cướp luôn con xe của người đi đường tiếp tục chạy trốn. Quá phụ đen kia vẫn tiếp tục phóng mô tô truy đuổi. Đã vậy còn nổ súng khiến Elena nóng máu éo có tình đồng đội gì nữa. Cô đạp gãy cánh cửa xe ô tô khiến đối phương té dập hết hàng họ. Khi ấy tắt master dùng xe bọc thép đã đuổi sát đít. Hắn ủi hai hàng xe trên đường như đống đồ chơi. Mấy ông chủ xe chắc bước chân giữa ra đường nên mới xui đến vậy. Hắn chui ra khỏi xe rồi cầm cung tên bắn thuốc nổ vào gầm xe của hai người đẹp. Chiếc xe nổ tông lăn vài vòng rồi chui xuống ga tàu điện ngầm. Biết đối thủ rất mạnh nên dù có bị thương thì hai người họ vẫn phải cong đít lên chạy. Hắn ta ném chiếc khiên dính vào vách tường. Rất may hai chị em né được nên không phải bỏ lại hai cái đầu hắn lần theo vết máu của il EL elena tìm tới một cống ngầm nhưng natasha thông minh đã đưa em gái trốn trên ống thông gió elena nói rằng tắt master là dự án đặc biệt của dreykov có thể sao chép và sử dụng thành thục các chiêu thức của đối thủ natasha thì vẫn mãi nghĩ tới nhiệm vụ năm đó cô đã chứng kiến tận mắt dreykov bị tiêu diệt trong vụ nổ cùng con gái đó là một tai nạn ngoài ý muốn Tối đó, hai chị em chẳng không có việc gì làm bèn lôi vài chai bia với con không mực ra nhậu. Phía bên kia cha của hai chị em nay đã vào tù, khi hết giá trị lợi dụng thì ông cũng chỉ như cỏ rác ven đường mà thôi. Đúng lúc này có thông báo gọi ông ra ngoài lấy đồ. Bên trong chính là một mô hình người bảo vệ đỏ. Nói đúng hơn ông giống như đội trưởng Mỹ nhưng phiên bản Nga ngố. Khi kéo hết dây cót cái đầu mô hình bỗng văng ra. Trong đó là một cái tay nghe mini. Natasha bảo ông im lặng đi đến bức tường phía nam. Alex liền nghe theo đứng dậy đi đến chào hỏi hai tên lính nhưng có phần hơi bạo lực. Đám lính canh phát hiện ra lập tức truy đuổi. Ông một đạp bay cánh cửa sắt rồi cứ thế chạy về bức tường phía nam. Alex lấy đà nhảy lên tường cao nhưng lại bị trích điện ngã chồng vó. Natasha thấy vậy liền đu dây xuống hỗ trợ. Người đẹp tuy nhỏ con nhưng sở hữu tốc độ cũng như khả năng chiến đấu rất mạnh mẽ. Phía bên chiếc trực thăng đời tống cũng bị tấn công. Cô nàng hay nóng giận, Elena bật chế độ tự lái rồi mở cửa ra bắn tung giái đám lính trong tháp canh. Nhưng tiếng động lớn khiến cho ngọn núi tuyết gần đó sạt lở. Đám tù nhân và cai ngục bắt đầu hoảng loạn vụ chạy vào bên trong như chuột. Nhờ vậy mà hai chị em đã thành công cứu bố trước khi tất cả vùi trong tuyết. It's... <laughs> Đâu rồi không gặp Elena thẳng tay khiến lỗ mũi bố mình ăn trầu. Hai chị em vẫn không quên năm xưa ông đã bỏ rơi họ như thế nào. Việc tiếp theo là tìm ra vị trí của căn phòng đỏ. Nhưng Alex cũng chỉ là một nạn nhân bị tên khốn dây copy lừa nên không biết. Ông bày cách tới tìm Melina vì bà ấy là nhà khoa học luôn làm việc cho hắn. Chiếc máy bay hết nhiên liệu đành đáp khẩn cấp xuống một cánh đồng mà gần đó Melina đang thử nghiệm lệnh điều khiển trên đàn heo, thấy cảnh báo có kẻ đột nhập. Bà liền vác khẩu súng đen to và dài ra tính bắn thì nhìn thấy Alex và hai cô con gái khung cảnh gia đình tái hợp có chút ngượng ngùng bởi vì nhiệm vụ ngày xưa của Melina và ông mùm lông này chính là đóng giả gia đình để nuôi nấng hai cô bé. Alex muốn mọi người vui vẻ như lúc xưa nên đã mặc lại trang phục người bảo vệ đỏ. Siêu anh hùng này mà ra ngoài chắc đám trẻ con chỉ biết khóc thét. Nhưng Melina nhắc lại gia đình năm xưa chỉ là một vừa kịch mà thôi. Điều này khiến cho hai chị em khó mà chấp nhận sự thật. Natasha không dài dòng nữa mà trực tiếp hỏi căn phòng đỏ ở đâu. Mẹ nuôi lắc đầu nói rằng bọn họ không thể đánh bại Draco. Sau đó bà gọi vào một con heo rồi ra lệnh cho nó ngừng thở. Nó liền làm theo cho đến khi ngã xuống. Tên khốn đó còn có thể thao túng chiến binh mùa đông và có nhiều công trình khác nữa. Vậy thì làm cách nào có thể đánh bại hắn đây? Khi ấy, Natasha tranh luôn danh hiệu cô gái hay nóng giận của người em. Cô nói thẳng Alex chỉ là một đầu ngốc còn bà là một kẻ hèn nhát yếu đuối. Nhưng Elena thì khác. Cô luôn nhớ về những kỷ niệm đã qua và coi Melina là mẹ ruột của mình nên đau buồn và bỏ vào phòng. Lúc này, Natasha quyết định hoạt động một mình. Melina nói rằng mẹ ruột của Natasha vẫn luôn tìm kiếm con gái nhưng đã bị Draco giết chết. Cô vô cùng đau khổ trước thông tin đó nhưng vẫn cố kìm nén nước mắt. Thật ra thì Melina luôn nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp trước kia. Nhưng bà cũng đã báo cho Draco về sự xuất hiện của mọi người ở đây. <laughs> Rất nhanh người của hắn đã có mặt bắn rất nhiều thuốc mê vào người Alex. Y elena vội cầm súng đi xuống và nhìn thấy chị mình đang bất tỉnh trên sàn nhà. Melina đột nhiên xuất hiện nói xin lỗi rồi bắn điện khiến y elena gục xuống. Tatmaster bước vào rồi đưa cả gia đình đến một căn cứ trên không. Đây chính là căn phòng đỏ, nhờ ẩn mình trong những đám mây mà nó có thể thoát khỏi sự truy lùng của tổ chức siêu Bên trong các hóa phụ, Gian vẫn đang chăm chỉ tập luyện. Melina tiến tới văn phòng của Derek Cope để nói chuyện. Còn Elena đang bị trói chặt và chuẩn bị cho ca phẫu thuật não. Phía bên kia, Natasha và Alex đã bị nhốt lại. Ông đang buồn bã trải lòng với con gái thì cánh cửa bỗng mở ra. Không ngờ con gái Natasha lại chính là bà vợ Melina. Bà gọi địa báo cho Elena có một con dao bên đùi phải. Thế là cô út nhẹ nhàng rút dao xử lý đám bác sĩ không có đạo đức nghề nghiệp này. Tuy bị trúng một mũi thuốc mê nhưng vẫn chưa đủ độ phê đối với cô nàng. Hóa ra toàn bộ chuyện này là do Melina và Natasha sắp đặt. Hai mẹ con thay đổi thân phận cho nhau để đánh lừa cốp nhưng lão ta cũng không phải dạng vừa. Nhìn biểu cảm của người đối diện hắn đã đoán ngay đó chính là Natasha. Taskmaster rút súng bảo vệ chủ nhân nhưng hắn ra hiệu không cần thiết vì người đẹp đã bị khống chế. Hắn ta chẳng ngần ngại nói đã giết chết mẹ ruột của Natasha và chôn với một bia mộ không tên tuổi. Điều này khiến cô hết sức phẫn nộ, còn đứa con gái của hắn thì vẫn chưa chết trong vụ nổ năm đó. Ra tàn nhẫn đến nỗi biến con gái ruột thành một vũ khí tối thượng và đó chính là Taskmaster. Sau đó hắn điều con gái đi trừ khử Melina và Alex. Ngay lập tức Natasha rút súng ra bắn nhưng không được, kể cả dùng dao cũng không thể chạm vào người hắn. Bên này, Alex cứ nghĩ mình cũng có thiết bị liên lạc nên cứ nói xin lỗi hai đứa con với không khí. Đúng lúc ấy, Tad Master đi đến. Biết thế nào cũng có chuyện không vui nên Melina để chồng lại chiến đấu, còn bà tới phòng máy chủ để điều khiển căn phòng đo hạ cánh súng mặt đất giao cho chính quyền. Nhưng Dragov đã phát hiện ra chuyện này liền đóng cửa nhốt bà ở trong đó còn Elena thì đột nhập vào phòng thí nghiệm rồi bôi thuốc giải vào một quả bóng. Sau đó thẳng tiến đến chỗ hóa phụ đen. Trong khi đó Natasha liên tục kích đều Dreykov khiến lão cay giấy đi đường quyền liên tục vào ảnh đại diện của cô. Tiếp theo còn vênh mặt lên cho cô thấy mạng lưới tình báo hóa phụ đen ở khắp mọi nơi trên trái đất. Hắn ta cho rằng mình có thể dễ dàng lật đổ các chính quyền và bước ra khỏi bóng tối một cách thoải mái. Khi ấy Natasha đột nhiên nở nụ cười mãn nguyện. Người đẹp cảm ơn Dreykov đã khai ra toàn bộ kế hoạch của hắn sau đó cô đập mạnh mặt mình xuống bàn để cắt đứt dây thần kinh khiếu giác rồi vung tay quá chán khiến đối phương ngã sấp mặt nhưng hắn đã kịp nhấn nút báo động cho gọi quá phụ đen melina men theo ống thông gió thoát ra ngoài thì được đám lính chăm sóc ba linh cầm súng bắn sập trần nhà rồi đu dây lên còn đám lính thì rơi xuống và bị cánh quạt tiễn thẳng xuống âm phủ bên này alex đang giao chiến quyết liệt với tắt nhưng có vẻ ông hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ta ngay lúc sắp bị đối thủ xiên que thì melina xuất hiện đẩy cô ta vào trong lồng kính rồi nhốt lại trở lại với người đẹp cô sắp hạ gục được tên khốn dây copy thì đội quân quá phụ đen xông vào trận chiến không cân sức giữa một trọi vài chục diễn ra tuy đối thủ có đông đảo hơn nhưng đa phần đang còn là học viên tập sự nên Natasha vẫn có thể bón hành cho từng đứa một bọn họ nhanh chóng bị người đẹp trích điện dụng gần hết nhưng ông đạo diễn cứ đóng cửa thả thêm chó vào thế này thì sức nào mà chịu cho nổi người đẹp bị đánh cho bò lê lết trên gian đã vậy còn bị chúng nó giữ lại chơi đánh hội đồng may mà cô em đến kịp thời kích nổ quả bom chứa thuốc giải khiến những quá phụ đen trong phòng tỉnh lại không thì biệt đội thích thì báo thù khuyết một thành viên rồi. Natasha kêu các chị em vừa đánh mình như chó hãy rời khỏi đây và sống một cuộc đời của chính mình. Lúc này các tô bin cánh quạt tạo lực nâng đã bắt đầu phát nổ. Vì vậy, Elena vội dẫn hội chị em đi tìm tên Grey Cope để trả thù. Còn cô chị thì sao chép toàn bộ dữ liệu của những quá phụ đen trên thế giới lại. Sau đó nhanh tay bắn vỡ cửa kính xông ra bên ngoài trước khi bị ngọn lửa nướng mọi, rồi nắm lấy thanh sắt đu xuống dưới. Căn cứ của tên khốn Grey Cope phát nổ khắp nơi dự không trụ được bao lâu nữa. Elena lái phi cơ bay vòng xung quanh để tìm hai cô con gái nhưng lại bị đám lính rủ tấn công. Alex nhiệt tình ném khiên giết chết một thằng nhưng lại khiến phi cơ bị hỏng. Nó bắt đầu cho đảo rồi rơi xuống. Trong khi đó Natasha đang tìm đường thoát thân thì bất ngờ rơi xuống dưới. Thấy tất Master đang bị nhốt trong phòng kính nên cô đã giải thoát cho đàn em. Đúng lúc này sàn nhà nổ tung khiến mọi thứ rơi ra ngoài. Người đẹp dùng vũ khí cố gắng giữ mình lại. Khắp nơi bây giờ toàn là khói lửa. Bên kia Draco ốp đựng đám lính hộ tống lên máy bay. Elena liều mạng nhanh chóng nhảy lên trên rồi dùng cây gậy làm hỏng cánh quạt, vụ nổ hất văng cô ra ngoài đồng thời cũng khiến cả đám khốn nạn thành món thịt người nướng quá nhiệt. Natasha vội lấy ba lô dù rồi nhảy xuống dưới, băng qua các mảnh vỡ cuối cùng cũng ôm được Elena. Nhìn thấy Tusmeter đang đuổi theo cô liền đeo dù cho em gái rồi thả mình rơi tự do, sau đó bám vào một mảnh vỡ lớn, cả hai lao vào đánh nhau trí chóe trên không trung ngay lúc gần đất xa trời người đẹp nhanh chóng bung dù cứu cả hai thoát chết vừa rơi xuống mặt đất Tát Master đã xách hàng lao đến lần này Natasha không đùa giỡn nữa lập tức phản đòn rồi giật lấy thanh kiếm nhưng cô không muốn giết đối thủ nên đã bỏ vũ khí xuống không ngỡ ả lại tấn công ngược lại thế là Natasha dùng chiêu banh háng kẹp cổ lấy chiếc mũ bảo hiểm trên đầu ả ta sau đó đập vỡ lọ thuốc giải giúp Tát Master tỉnh lại khi ấy căn cứ của Dreykov cũng đã rơi xuống đất tan nát Natasha tập tĩnh đi tìm em gái trong đống hoang tàn. Trải qua lần vào sinh ra tử này cô bật khóc xin lỗi Elena. Cuối cùng cả nhà Natasha cũng được đoàn tụ với nhau. Và khi mọi chuyện kết thúc thì đám cảnh sát mới có mặt. Vì có danh tiếng trong biệt đội thích thì báo thủ nên Natasha kêu cả nhà hãy rời đi để cô ở lại giải quyết chuyện này. Thế là cả nhà làm đúng theo ý của Natasha. Phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người.